chính. Cửa sổ này là cửa sổ mặc định của SPS nè. Cửa sổ mặc định tức là cửa sổ khi em mở ra nó sẽ có sẵn luôn, được chưa? Thì góc bên trái của nó có dấu cộng màu đỏ. Thì dấu cộng màu đỏ này tức là cửa sổ người ta gọi là cửa sổ SAV các bạn. Được chưa? Là cửa sổ data. Còn cửa sổ tiếp theo là cửa sổ nếu như dấu cộng màu đỏ này á nó biến thành dấu cộng màu xanh á, thì mình có một cửa sổ tiếp theo là cửa sổ output, cửa sổ có đuôi là SPV. Thì các em lưu ý là khi các em chạy dữ liệu em xuất ra thì mình sẽ kết quả của mình nó sẽ nằm ở cái cửa sổ là output, được không? Còn dữ liệu mình nhập vào thì nó sẽ nằm ở cửa sổ data. Yeah. Rồi mình có hai cửa sổ chính. Rồi trong cửa sổ data này nè, trong cửa sổ màu đỏ data của mình đó là cửa sổ mặc định á, thì mình có hai trang chính. Thứ nhất các bạn, hai trang chính nè, là tôi giới thiệu các bạn là trang data view và trang variable view nha. Rồi cái hai trang chính là data view và variable view. Thứ nhất là trang data view là cái trang mình gọi là trang dùng để chứa dữ liệu, được chưa? Chứa dữ liệu. Và trang variable view là cái trang variable, viết tắt của từ variable dịch tiếng Anh sang tiếng Việt là từ biến các bạn. Variable view là mình sẽ khai báo biến các bạn nha. Data view là dùng để chứa dữ liệu và variable view là khai báo biến, được chưa? Mày có hai trang này nhớ giùm cô nha. Khai báo biến tức là các em sẽ làm gì? Khai báo biến tức là các em sẽ tiến hành mã hóa bảng câu hỏi vào cái cửa sổ variable view. Rồi mã hóa xong rồi, các em sẽ sang cửa sổ data view. Data view chính là mình sẽ nhập liệu. Data view là mình sẽ nhập liệu và mình xem lại dữ liệu mình đã nhập cho cô nha. Ok chưa? Rồi. Bây giờ cô sẽ mở phần mềm SPS ra cho các bạn coi. Rồi. Các em mở phần mềm SPS ra, nó sẽ xuất hiện cửa sổ này đúng không? Thì cửa sổ này các em nhấn cái câu chữ cancel nè. Nó hỏi các bạn mình có muốn mở dữ liệu ra hay không. Thì nếu như lần đầu các em cài á, thì đâu có dữ liệu đâu mở. Nếu như cô xài lâu rồi á, thì cô có dữ liệu thì cô nhấn vào cô mở được không? Còn lần này các em chưa sử dụng gì hết á, thì không có dữ liệu gì hết để lưu rồi, thì các em nhấn cái câu chữ cancel. Đúng không? Đây là cửa sổ của mình nè. Thì đầu tiên á, sau khi em cài xong nó không nói lại nè, em đưa cho cô cái icon SPS để ngoài màn hình desktop này, thấy không? Em đưa cái icon ra ngoài giùm cô nha. Rồi mình sẽ nhấn vào icon này thì nó sẽ mở ra cho các bạn cái giao diện của SPS á. Thì cửa sổ hồi nãy xuất hiện á, em nhấn vào câu chữ cancel. Rồi bây giờ cho cô hỏi các bạn, cửa sổ này là cửa sổ data hay cửa sổ output đây các bạn ơi? Cái này là data hay output vậy em? Dạ data. Data à cô? Đúng rồi, chính xác. Rồi cửa sổ này chính là cửa sổ data, là cửa sổ mặc định. Khi em mở SPS ra, dấu cộng màu đỏ là cửa sổ data, được chưa? Rồi như nãy con nói với các bạn, trong data mình sẽ có hai cái trang chính đúng không, là trang variable view và trang data view. Rồi nhắc lại giùm cô các bạn, trang variable view là trang dùng để làm gì vậy em? Khai báo biến. Khai báo biến đúng không? Đúng rồi. Còn trang variable view dùng để làm gì em? Chứa dữ liệu. Không nhầm, trang data view. Chứa dữ liệu. Nhập liệu. Chứa dữ liệu đúng rồi. Ok em. Rồi. Ok em, được chưa? Rồi. Quay lại cho cô slide của cô ha. Rồi bây giờ tiếp tục. Đó, cô hướng dẫn á. Variable view là trang dùng để khai báo biến của các bạn. Thì em lưu ý là trong variable view mình có cái cột bên ngoài em hoặc cùng á, cột này là cột số tự nè. Khai báo biến tức là em sẽ khai báo cho cô lần lượt từng biến đúng không, trong cửa sổ variable view. Thì cột số này là cột số tự em, cột này là cột số tự nè. Số tự này chính là số lượng biến quan sát có trong bảng câu hỏi của mình, là mình sẽ đưa vào trong cửa sổ variable view để mình tiến hành mình mã hóa nó, được không? Thì cột này là số thứ tự của nó, chính là số lượng biến quan sát của mình nha. Rồi còn sang rồi, vậy thì mỗi biến quan sát này khi em đưa vào trong variable view, em khai báo biến,
thì em cần phải khai báo cho cô tất cả những thuộc tính của nó, được không? Thuộc tính của nó là mỗi cột này các bạn, tổng cộng mình có 11 cột nè, là từng biến em đưa vô, em phải khai báo biến cho cô á, được chưa? Mình có nam, thai, quýt này nè, được không? Thì mình đây là những thuộc tính của biến quan sát em cần phải khai báo. Thì một lát nữa thì cô sẽ đi vào cụ thể từng cái biến thuộc tính này để cô hướng dẫn các bạn. Tại vì mình phải nắm được phần này rõ thì mình mới tiến hành mã hóa được nha. Rồi, còn cái cửa sổ data view thì sao? Data view là cửa sổ dùng để chứa, mình để nhập liệu, được không? Mình chứa dữ liệu cho mình là mình sẽ nhập liệu vào đó các bạn. Nhập liệu và mình xem dữ liệu mình nhập. Thì ở đây, cửa sổ này mình cũng có cái thuộc tính của mình nè. Thì bây giờ nó sẽ biến thành từng cột các bạn. Rồi trong cửa sổ data view này mình cũng có một số thứ tự luôn. Vậy thì cái số thứ tự này chính là cái gì các bạn? Là số lượng các bạn khảo sát của mình, mình thu thập về để mình nhập dữ liệu vào á. Và câu hỏi các bạn nha, giả sử như mình có 300 bạn khảo sát đi, câu hỏi các bạn nha, giả sử mình có 300 bạn khảo sát đi thì mình sẽ làm cho cô, mình sẽ dừng lại cô ở dòng số mấy các bạn? Dừng lại dòng số mấy em? Dạ, tôi cô là dòng thứ 307. 307. À, cô có 300 bạn khảo sát là mình dừng lại ở dòng thứ mấy em? 300. Đúng rồi, chính xác. Cái số thứ tự này là số lượng bạn khảo sát của mình nè. Thì mình có 300 bạn khảo sát là mình sẽ dừng lại ở dòng thứ 300, đúng rồi, được chưa? Là mỗi dòng này chính là một bạn khảo sát đó, mình nhập liệu vô cho cô theo từng hàng ngang nè. Được không? Vậy có 300 bạn thì mình dừng lại cho cô ở dòng số 300 nha các bạn nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi, bây giờ cách để khởi động phần mềm, em lưu ý là mở phần mềm mình có hai cách nha. Là sau khi em cài xong thì các em sẽ đem cái icon, cái biểu tượng của SPS đó ra để ngoài màn hình desktop, được không? Mình đích chuột vào thì mình sẽ mở ra. Còn cách thứ hai các em sẽ vào thì các bạn vào Star, vào Program, đúng không? Mình chọn cái tên phần mềm của mình là SPS, mở ra cách nào cũng được hết á. Thì cái cũng mở ra, cách mình mở ra phần mềm này cô nghĩ dễ đúng không? Chắc mình nắm được rồi thì không cần. Một là có icon trực tiếp desktop nhấn vào, hai là vào Star, vào Program, mở chung phần mềm ra nha. Rồi. Rồi, vô giới thiệu các bạn nha. Trong phần mềm của mình thì các bạn khi em mở ra nè, thì SPS mình sẽ có 4 menu chính. Cô nhầm, có 5 menu chính chứ. Mình có 5 menu chính nha các bạn. Menu thứ nhất này là menu file. File nè các bạn. Menu thứ nhất là menu file. Menu file là sao các bạn? Là menu dùng để các bạn làm gì các bạn? New là tạo mới nè, hoặc là open nè, là mở dữ liệu nè, tạo mới dữ liệu, mở dữ liệu, hoặc là các bạn sẽ có một cái chức năng exit nè, là mình thoát khỏi phần mềm SPS, được chưa? Là menu thứ nhất. Menu thứ hai là menu edit. Edit này là menu dùng để làm gì các bạn? Mình có copy paste từ này các bạn, là chỉnh sửa, copy rồi dán gì đó, rồi quay lại thao tác vừa làm hoặc là tiến tới thao tác các bạn vừa thực hiện, được chưa? Rồi chỉnh sửa, cắt dán đó là mình sẽ làm toàn bộ cho cô trên edit nha. Rồi cái tiếp theo là view, cô nhầm. Cái tiếp theo là menu analyze. Menu analyze là menu dùng để tiến hành mình phân tích những cái chuyên sâu dữ liệu á, là chạy dữ liệu á, thì mình sẽ thực hiện trong menu analyze. Thì menu analyze này được sử dụng rất là nhiều trong học phần của mình nè các bạn, tại vì các em sẽ học phần chỉ dữ liệu mà. Rồi menu thứ tư là menu wrap. Wrap là menu dùng để vẽ biểu đồ. Và cuối cùng là menu help. Menu help là menu dùng để trợ giúp người dùng trong việc sử dụng SPS, được chưa? Là mình có 5 menu các bạn nha. Rồi. Rồi bây giờ để mình mở dữ liệu của SPS ra thì cô giới thiệu các bạn cách mở nha. Giả sử như bây giờ SPS mình đã có sẵn cái file dữ liệu rồi, mình mở sao? Thì đương nhiên mở thì các em sẽ sử dụng cho cô menu là file đó, đúng không? File open mình mở ra nè. Thì nếu như em mở dữ liệu thì em sẽ chọn cho cô là data.
Và khi em nhấn File Open Data rồi thì nó sẽ xuất hiện một cửa sổ. Cửa sổ này là để mình tìm cái nơi mình chứa dữ liệu các bạn. Ví dụ như em đang lưu cái file trong ổ đĩa E đi, thì các em sẽ mở đĩa E ra, em nhấn cho cô cái dữ liệu mình cần mở, được không? Sau đó nhấn chữ Open thì mình sẽ mở dữ liệu đó ra ở trong SPSS. Yeah. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ mở cho cô dữ liệu trong SPSS từ Excel, được không? Từ Excel, tức là ban đầu mình có file Excel này nè. Mình làm sao để mình đưa dữ liệu của file Excel này mình đưa qua cho cô SPSS, thì các em sẽ ôi hết dữ liệu Excel, em nhấn copy đúng không? Copy. Rồi sau đó mình làm gì? Mình qua SPSS, mình vào file, chọn new data là tạo một file dữ liệu mới á. Rồi sau đó mình đã copy rồi, mình chỉ cần nhấn pass thì nó sẽ ra được cái dữ liệu mình copy từ Excel qua Excel luôn các bạn nha. Và có hai cách, mở trực tiếp trong SPSS và cách này là cách để các em mở dữ liệu từ tập tin của Excel. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ cô sẽ đi vào cái thao tác của mình trong phần mềm này. Cô hướng dẫn các bạn trong buổi ngày hôm nay, đó là thao tác mã hóa và nhập liệu. Thì thao tác này thì đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn thao tác mã hóa trước nha. Rồi. Giờ mã hóa này tức là mình sẽ mã hóa dùng cho cô bản câu hỏi á. Ban đầu mình sẽ có bản câu hỏi có sẵn đúng không? Sau đó